thì quá độ ở Việt Nam. Quá độ ở Việt Nam, bởi vì Việt Nam hiện nay cũng còn rất là nhiều quá độ, và ở trên thế giới có hai cái kiểu quá độ, một là trực tiếp, hai là gián tiếp. Và Việt Nam chúng ta cũng cái kiểu quá độ nào các bạn? Gián tiếp, bởi vì nó bỏ qua cái bản chủ nghĩa và từ công kiến lên mạng sau chủ nghĩa, cho nên kiểu quá độ ta gọi là kiểu quá độ gián tiếp. Đây là bài học. Rồi kết thúc thời kỳ quá độ á, chúng ta mới đến về xã hội chủ nghĩa, đúng không các bạn? Mà xã hội chủ nghĩa nó có hai giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn 1, đó là gì các bạn? Xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn 2 đó là gì? Cộng sản chủ nghĩa hay còn gọi là chủ nghĩa cộng sản, được không các bạn? Được. Cho nên là cái bài này các bạn nắm về cái chủ thời kỳ quá độ nha. Rồi xong rồi chủ nghĩa xã hội các bạn nắm. Ở chủ nghĩa xã hội các bạn nắm cái gì? Cái nguyên tắc chủ yếu không về phân phối lao động trong xã hội chủ nghĩa, đó là làm theo năng lực hưởng theo lao động. Và cái điều khác nhau cơ bản giữa cái giai đoạn 1 với giai đoạn 2 đó là gì? Đó là một trong những cái yếu tố phân định nó có ý nghĩa quan trọng, đó là cái nguyên tắc lao động. Bây giờ chúng ta đang nói đến cái gì? Cái nguyên tắc lao động ở cái giai đoạn thứ hai đó là cộng sản chủ nghĩa, đó là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Vậy hôm trước đó nói các lớp đó là các bạn vậy bây giờ lớp mình á, có bạn nào hiểu á, cái nguyên tắc làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu là như nào không? Nếu mà giai đoạn một xã hội chủ nghĩa đó, làm theo năng lực hưởng theo lao động là làm nhiều, làm ít nhiều ít, không làm. Giống như chúng ta bây giờ vậy các bạn, ví dụ như lương mà trả cho các bạn thì thường thường nếu mình làm việc trong các cơ quan nhà nước á, các bạn có phân biệt được công chức và cán viên chức không? Lớp mình có phân biệt được cái thuật ngữ khi nào người ta gọi mình là công chức không? Công chức là... và khi nào gọi mình là viên chức? Công chức chắc là lớn. Đấy. Nó sẽ phân định dựa trên tiêu chí đó là gì? Những người mà làm việc trong các cơ quan nhà nước thì người ta gọi là gì? Các tổ chức đoàn thể xã hội gọi là công chức hay viên chức. Còn ngược lại những người làm trong các đơn vị sự nghiệp có giống như là công nhân thì người ta gọi là gì? Và sau này các bạn là gì? Đấy, cho nên các bạn không có được quyền công việc gọi những nó khác nhau như vậy nha. Và thường thường á, tôi nói các bạn ví dụ như chúng ta khi mà trả lương cho công chức hay viên chức thì trong các cơ quan nhà nước hay các tổ chức chính trị xã hội hay các đơn vị sự nghiệp công lập thì chúng ta căn cứ vào tiêu chí nào để chúng ta tính tiền các bạn? Căn cứ vào vị trí tiền mặt thì người ta sẽ quy định ra cái số lương ha. Còn thưởng thụ thì tùy theo nữa cái tính chất công việc. Ví dụ như bây giờ mà bên ngoại á, thì khác, người ta sẽ tính như phí mổ này nọ kia, còn bên nội điều trị thì khác. Cho nên là mỗi cái người ta sẽ có cái đặc thù riêng của ngành nghề, là người ta sẽ tính những cái khoản quà lương khác ha. Đấy, cho nên các bạn cần phải nắm đó. Đấy là làm theo năng lực theo lao động, nhưng mà quy định chung của lực lao động Việt Nam mình một ngày làm mấy giờ, 8 giờ, nhưng mà đặc thù của ngành học sĩ thì khác, chúng ta không được đồ các thứ nữa ha. Còn nhìn chung thì công chức viên chức bình thường thì một ngày cũng là được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu vậy cái nguyên tắc làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu nghĩa là như thế nào các bạn? Nó có giống với cái nguyên tắc là làm theo năng lực hưởng theo lao động không? Không, nó không giống với cái nguyên tắc làm theo năng lực hưởng theo lao động. Vậy cái nguyên tắc này có ý nghĩa như thế nào các bạn? Thank you.
vậy là em nói là cái nguyên tắc này nó lại phụ thuộc vào vấn đề là cái gì của con người, đúng không? Thì chúng sẽ đến cái giai đoạn đó, cũng như mình nói là quy luật phủ định của phủ định vậy đó các bạn. Trải qua nhiều lần phủ định thì sự vật hình như nó quay về cái ban đầu, xuất phát điểm ban đầu, nhưng mà trên cơ sở thì nó cao hơn. Bởi vì sao nó cao hơn các bạn? Nó qua nhiều lần kế thừa các bạn, mà kế thừa thì các bạn biết rồi, chúng sẽ kế thừa những cái gì mà phù hợp trong cái tiến trình vận động phát triển của lịch sử. Còn cái gì mà không phù hợp thì trong quá trình đó, trong quá trình kế thừa đó, chúng sẽ chọn lọc và loại bỏ đi, loại bỏ đi. Đấy là quy luật của phủ định. Nhưng mà có một điều này các bạn biết rằng á, là sự phát triển vận động lịch sử loài người nó không theo một cái con đường thẳng như chúng ta mong muốn. Có nghĩa là từ xã hội chính phủ nô lệ tới phong kiến, tới tư bản và tới xã hội chủ nghĩa, nó không phải như mình nói là có, muốn có là có. Nó không phải là một cái sự phát triển theo con đường thẳng tắp này. Vậy cái quá trình đó nó đi theo con đường nào các bạn? Theo con đường chua nóc đúng không? Vì sao mà nó đi theo con đường này? Theo con đường dẫn dắt các bước. Bởi vì đôi khi các bạn thấy muốn đạt tới một cái mục tiêu, một mục đích gì đó, ví dụ như các bạn muốn ra trường trong 6 năm tốt nghiệp ra trường và không phải dưới môn nào, có phải làm điều là khó không? Thì trong quá trình phát triển đó có phải là theo một con đường thẳng tắp không? Mà đôi khi nó phải bắt cả môn, đôi khi phải đi thực tập lại, đi lâm sàng lại, rồi đôi khi có nhiều cái yếu tố khách quan về sức khỏe, về gia đình nữa, thì đó là không phải là một cái con đường thẳng tắp trong quá trình phát triển của sự vận động, phát triển của sự vận động, và nó luôn theo cái con đường chuồn học. Bởi vì vận động đôi khi nó tiến nào nó tiến lên, tiến lùi đi, đôi khi nó lại lùn lùi, nhưng mà đôi khi nó lại tuần hoàn và nó chậm như một chỗ. Đấy, thì trong cuộc sống của các bạn cũng y chang như vậy đó. Trong quá trình học tập chúng ta cũng vậy, cuộc sống cũng vậy và xã hội cũng vậy. Cho nên cái mục tiêu cuối cùng, dầu cho đi theo con đường nào cũng không biết, chúng ta cũng không cần biết, nhưng mà theo quy luật vận động phát triển chung thì chúng ta phải lên ra cộng sản, đúng không các bạn? Dầu cho đi theo con đường lên xuống, phục người tiến tới và đặt chân một chỗ tuần hoàn, thì cuối cùng phải đi về cái đích này của Việt Cộng sản. Đó là một khuynh hướng quy luật phát triển của cuộc sống. Vậy ở đây mình nói là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Bây giờ mình sẽ phân tích nguyên tắc này nghĩa là như thế nào các bạn. Mình nói là vấn đề phải nói là phụ thuộc vào ý thức là đúng. Bởi vì tới giai đoạn này, tới cái giai đoạn phát triển này rồi thì không thể không kể đến cái yếu tố, cái nhân tố là ý thức, đúng không các bạn? Và hiện nay các bạn thấy trên những cái quốc gia mà tiên tiến trên thế giới cũng vậy, cái vấn đề ý thức của con người nâng cao. Tôi chỉ nói vấn đề văn hóa sinh hoạt thôi, đúng không các bạn? Các bạn đi đến những cái nơi công cộng, họ có những cái bước tiến bộ so với những nước đang phát triển, thì các bạn thấy cái văn hóa sinh hoạt nó sao? Ngay cả bây giờ các bạn đi vào bệnh viện cũng vậy, cũng khác. Thế là để cái vấn đề nó thuộc về thói quen, cái phong tục tập quán truyền thống hay là ý